chào các bạn, sau một tuần chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Nhịp Sống Trẻ. Mưa lũ có lẽ khiến cho cuộc sống của mọi người đều trở nên khó khăn và vất vả hơn, đúng không Phước Hạnh? Vâng, dù người dân Huế đã quen với mưa lũ nhưng vẫn không thể hình dung được lũ lụt năm nay đã gây ra những khó khăn, thiệt hại, mất mát về người và của nhiều như vậy. Vâng, và hy vọng rằng tất cả chúng ta sẽ sớm được quay trở lại với cuộc sống thường ngày. Chương trình Nhịp Sống Trẻ số này tiếp tục đồng hành cùng với các bạn trong nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa. Những bạn trẻ khởi nghiệp bằng niềm đam mê, tinh thần sẻ chia yêu thương trong mùa lũ. Vẻ đẹp của chợ nổi Ngư Mỹ Thành và cảm nhận của các bạn trẻ khi tham gia hỗ trợ người dân dọn vệ sinh sau lũ. Tất cả sẽ có trong chương trình Nhịp Sống Trẻ số này. Không chỉ học tập, tích lũy kiến thức, người trẻ thời hiện đại còn biết cách đưa những ý tưởng của mình vào cuộc sống. Một bạn trẻ hãy cùng gặp gỡ một vài gương mặt trẻ đang khởi nghiệp thành công. Hãy cùng xem ý tưởng của các bạn này đang thực hiện như thế nào và điều gì giúp cho những người bạn của chúng ta vững tin vào con đường mình đã chọn. Có nhiều cách để một người trẻ bước chân vào đời. Khởi nghiệp luôn khó khăn nhưng cũng vô cùng hấp dẫn, bởi đó sẽ là những trải nghiệm quý giá để người trẻ khẳng định bản thân và trưởng thành. Đây là những mẫu bánh ngọt mà cô gái sinh năm 1989 đã thực hiện. Trang Thị Diễm Phương tốt nghiệp Đại học Y Dược Huế. Bên cạnh công việc trong đúng chuyên ngành này, Diễm Phương từ mai mò làm bánh và đã phát triển thương hiệu bánh ngọt của mình và được nhiều người yêu thích lựa chọn. Mình đam mê với bánh thì cách đây là 6-7 năm rồi, từ lúc là mình còn công tác tại thành phố Hồ Chí Minh cơ. Nhưng mà lúc đó bởi vì không có thời gian nhiều cho nên mình chỉ xem bánh như là một cái thủ tiêu khiển sau cái giờ làm việc thôi. Nhưng mà từ khi mình trở về Huế thì mình có thể sắp xếp nhiều thời gian hơn dành cho cái niềm đam mê này. Và mình cũng đã bắt đầu với cái công việc làm bánh từ bán bánh online ở tại nhà, cũng như là mình có một cái quán trà bánh nhỏ. Và hiện tại thì mình đang tiếp tục cái việc đam mê làm bánh này bằng một cái tiệm bánh nhỏ ở Huế. Thái Văn Quyền, ông chủ trang trại nấm tại khu vườn nhà mình kể từ năm 2016 đến nay. Kiến thức của 4 năm dự mài trong ngành khoa học cây trồng, trường Đại học Nông Lâm Huế đã khiến chàng trai trẻ mạnh dạn trải nghiệm. Không ít lần thất bại, nhưng Thái Văn Quyền đã học cách từ đường dây và không để phạm phải sai lầm cũ. Tính đến thời điểm này, người bạn trẻ đã trồng và thu hoạch thành công nấm sò trắng, nấm sò tím và nấm rơm cung cấp cho người tiêu dùng nhiều nơi. Lý do mình chọn cái môn trong làm nghề khởi nghiệp là bắt đầu từ cái thời điểm mà mình là ngon là sinh viên, mình bắt đầu là yêu thích nó. Sau khi ra trường thì mình có đi làm ở hai công ty, một bên tường Đông Nam đều chuyên về sản xuất giống cây trồng. Nhưng mà sau đó thì mình quyết định trở về Huế xin làm công nhân một số trang trại ở đây. Và sau tầm 4 năm học hỏi thì mình quyết định trở về nhà làm từ một trang trại. Và lúc đầu thì mình trang trại của mình thì sản xuất bởi rất khó khăn và diện tích rất nhỏ. Khi đó thì mình chỉ từng dùng bảy hiên nhà để làm, rồi mình từng dùng thêm khu nhà bếp. Và bởi đến giờ thì hiện tại diện tích mình khoảng 170 m². Lavin Home, ngôi nhà chung của Thanh Nhàn và các bạn trẻ Cầm Điếc đang sinh hoạt. Một không gian homestay với những trải nghiệm sáng tạo và nghỉ dưỡng. Bắt đầu từ niềm đam mê sáng tạo làm các sản phẩm thủ công, cô gái sinh năm 1993, tốt nghiệp trường Đại học Ngoại ngữ Huế, đã có những sự kết hợp thú vị giữa kỹ năng chuyên môn và sở thích của mình để thực hiện một dự án khởi nghiệp đậm chất riêng và đầy tính nhân văn. Sẽ chia những năng lượng sống tích cực, đem đến cho mỗi người khách khi đến đây một cảm giác an yên, tĩnh tại là điều mà Thanh Nhàn và những người bạn trẻ đã và đang tâm huyết xây dựng. Về làm hoa thì em làm cũng cách đây 6 năm rồi. Và lúc đó là mình đã ấp ủ ở trong người là ở sau này sẽ mong muốn có một cái không gian có những người bạn không có được may mắn lắm trong cuộc sống. Và cách đây 4 năm thì em có cơ duyên gặp được một
em bé là em bị xương huyết tinh. Và từ em bé đó đã truyền cho mình một cái động lực, mình muốn mở cái không gian này hơn. Thanh xuân là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời, là những năm tháng then chốt có thể quyết định tương lai của một người. Quỹ thời gian còn nhiều, nhiệt huyết, sự năng động là thế mạnh. Những người bạn trẻ này đã từng bước xây dựng một tương lai tốt cho mình, tạo nên những giá trị mới cho xã hội. Có nhiều con đường để người trẻ lựa chọn khởi nghiệp và kinh doanh những mặt hàng do chính mình tạo nên là một cách làm đầy tính sáng tạo. Sự khác biệt sẽ tạo chỗ đứng riêng, không ngừng nỗ lực phấn đấu trong công việc, thành công sẽ đi theo bạn. Sau trận mưa lũ lịch sử, rất nhiều những tấm lòng thiện nguyện đã và đang hướng về đồng bào Thừa Thiên Huế. Với tấm lòng yêu thương và sẻ chia, rất nhiều người trẻ xứ Huế đã dành thời gian và công sức để mang những món quà đó đến với người dân ở vùng ngập lũ. Một cảm giác trẻ ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng theo chân các thành viên của câu lạc bộ Thanh niên Hương Trà trong một chuyến trao quà tình thương như vậy. Còn lại gì sau cơn lũ? Nhằm hỗ trợ, động viên kịp thời cho các hộ gia đình bị ngập lụt nặng trong cơn lũ vừa qua, câu lạc bộ Thanh niên Hương Trà kết hợp với Ủy ban Nhân dân phường Tử Hà tổ chức hoạt động trao quà tình thương với nhiều sức quà thiết thực và ý nghĩa. Cái hoạt động này của chúng mình đã diễn ra được vài ngày hôm nay. Mặc dù điều kiện thời tiết cũng như là lượng nước chưa rút đáng kể, nhưng với tinh thần đoàn kết cũng như là sức trẻ của thanh niên, thì mình nghĩ rằng các cái hoạt động này cũng có thể diễn ra một cách bình thường. Mỗi ngày hai chuyến, những món quà như thế này được chuyển đến tận nơi cho bà con ở phường Tử Hà, thị xã Hương Trà. Hơn 70 suất quà gồm mì gói, dầu ăn, nước mắm là công sức quyên góp, thu mua và vận động người dân của các mạnh thường quân Hà Nội chuyển về cho thị xã Hương Trà. Tôi là bị bán phương và huyện bị tịch ta trợ cho dân thêm cho những lúc khó khăn này chưa nào ăn được. Nêu cao tinh thần, đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Các thành viên câu lạc bộ Thanh niên Hương Trà phân công chia sẻ công việc. Với nguồn hàng được ủng hộ từ các nhà hảo tâm Hà Nội, các phần quà đã có mặt tại phường Tử Hà, thị xã Hương Trà. Việc vận chuyển và bốc hàng trở nên dễ dàng hơn khi có sự hỗ trợ của câu lạc bộ. Lên danh sách các hộ ngập úng, phân công phát từng nhà, chia sẻ hỏi thăm tình hình mưa lụt là những việc đang làm của các bạn trẻ. Mình hy vọng rằng đợt lũ này sẽ quá nhanh và người dân bị cô lập bởi nước lũ sẽ cung cấp đầy đủ lương thực. Mong là đợt lũ quá nhanh để các người dân trở lại hoạt động bình thường trong cuộc sống hàng ngày. Xã Phong Bình, huyện Phong Điền cũng là một địa điểm được nhận hàng cứu trợ. Các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm cùng sức trẻ thanh niên không quản ngại đường xá vào vùng lũ để phát tận tay giúp đỡ bà con vượt qua hoạn nạn. Với vai trò là cầu nối, hướng dẫn, đưa mạnh thường quân đến gần hơn với những người dân lũ lụt, đó là những hành động đẹp đáng ghi nhận của các bạn thanh niên. Cúp điện thì mình ăn với tôm khô hay là nơi nó khô còn nấu được ra bờ đấy. Chứng môi ưa hết luôn thôi. Trong lúc khó khăn, tinh thần đoàn kết sẻ chia được phát huy cao độ. Với những người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết, trao quà tình thương là một hoạt động kịp thời, thiết thực, thể hiện sức trẻ thanh niên, tiếp tục khẳng định vai trò và trách nhiệm của tuổi trẻ xung kích.
sẽ rất thích khi có dịp xuôi thả Tam Giang. Đây cũng là vùng đất đại cho những người con quê hương tôm cá quanh năm. Vâng, và nếu bạn muốn mua tôm cá tươi ngon, hãy một lần đi chợ nổi lúc 5 giờ sáng. Lần đầu tiên đến với chợ nổi Ngư Mỹ Thành thì Thùy Trang vẫn hiểu mãi hình ảnh gợi lư gợi lưới của những cư dân vùng đầm phá. Ngắm mặt trời từ từ xuất hiện ở vùng đầm phá mênh mông cũng là một nét đẹp khó quên của chợ nổi nơi đây. Và đến với chợ nổi Ngư Mỹ Thành không chỉ để mua tôm cá, mà đối với những người đó còn là cách để khám phá thiên nhiên cũng như tìm hiểu về nếp sống sinh hoạt của cư dân ở nơi đây. Mục ông Cần Đa Công hôm nay hãy cùng khám phá chợ nổi Ngư Mỹ Thành. Sau cơn lụt lịch sử, nhiều con sông của Huế nước vẫn còn cao. Nhiều con đường gần sông bùn bám dày, không thể đi lại được. Thật kịp thời khi một lực lượng thanh niên khá đông của tỉnh Thừa Thiên Huế đã đến với những con đường, tuyến phố hỗ trợ bà con dọn vệ sinh. Phương Anh đang có mặt ở đường Huỳnh Thúc Kháng. Sau nhiều ngày mưa lũ thì ngày hôm nay có khá nhiều bạn trẻ tình nguyện đến đây để dọn bùn, gom rác và quyết tâm trả lại mặt đường thông thoáng cho bà con đi lại. Có khá nhiều màu áo của những người trẻ tình nguyện trên con đường này. Xin chào bạn,
Bạn đã từng tham gia hoạt động như thế này chưa? Là một thành viên của đội tình nguyện Đại học Sư phạm Huế thì em đã từng tham gia rất là nhiều các hoạt động. Nhưng đây là cái hoạt động mà em thấy sau một trận lũ lụt lớn đã để lại cho Huế con đường rất là nhiều bùn và rác thải. Thì ngày hôm nay tụi mình đã đến dọn con đường gần sông. Điều gì khiến bạn và nhóm của bạn quyết định tham gia hoạt động dọn bùn? Sinh ra và lớn lên ở mảnh đất A Lưới thì mình học ở đây cũng 3 năm rồi. Đây là lần đầu tiên mình chứng kiến cái lũ rất là lớn. Mình cùng đội tham gia cái hoạt động tình nguyện này một chút nào đó có thể giúp được con đường của Huế ngày càng xanh sạch đẹp. Những hoạt động như thế này mang đến cho bạn những trải nghiệm như thế nào? Đấy là một cái trải nghiệm có thể giúp bản thân trau dồi kỹ năng sống. Và thứ hai là có thể hoạt động được nhiều nhóm với mọi người. Mình nghĩ đấy là một cái trải nghiệm quý giá đối với tuổi trẻ của bọn mình. Cảm ơn những chia sẻ của bạn. Dạ. Dài hơn 1 km, chạy men theo sông Đào Đông Ba, đường Huỳnh Thúc Kháng thường bị ngập sâu trong các mùa lụt. Năm nay cũng vậy, cơn lụt đi qua khiến con đường một lần nữa bị ngập trong bùn đất và rác. Quét rác, dọn bùn, bơm nước làm sạch lớp bùn dày trên đường phố. Và không chút ngại ngần khi lội bị bỏng trong bùn lầy. Đó là hình ảnh của các bạn trẻ khi tình nguyện tham gia hoạt động này. Với phương châm lũ rút tới đâu, dọn dẹp vệ sinh đến đó, tất cả đều mong muốn nhanh chóng trả lại vẻ sạch đẹp cho các con đường của Huế sau mưa lũ. Là một thành viên của câu lạc bộ Khám phá Huế nên em muốn góp một công sức nhỏ bé vào để giúp cho Huế trở lại được như xưa, một thành phố xanh sạch đẹp và một địa điểm du lịch cho mọi người cùng tham quan. Mình ở Hà Tĩnh, thực sự là lần đầu tiên mình được chứng kiến một trận lụt đối với mình thật sự là kinh khủng. Nên là mình muốn có một phần công nhỏ của mình để giúp đỡ cho mọi người vượt qua khó khăn. Mình cảm thấy vừa vui vừa cảm thấy có ích cho xã hội. Công việc tuy hơi vất vả nhưng rất ý nghĩa với nhiều bạn trẻ bởi họ cảm nhận được những điều tích cực từ sự chung tay góp sức của mình. Như 2 năm trước là em ở đây thì cũng có một trận lụt nữa. Cả hai lần đều em đều tham gia dọn vệ sinh sau lụt cả. Việc làm này thì cũng ý nghĩa. Và tụi em là thanh niên nên là khi mà tham gia dọn vệ sinh cho Huế sạch đẹp hơn thì tụi em cũng rất nhiệt tình và rất là vui. Dự tính là sẽ làm hoạt động này khi nào trả lại thông thoáng mặt đường của tất cả thành phố Huế thì bọn mình sẽ gì ạ? Đội mình đã chuẩn bị rất nhiều dụng cụ cũng như là chuẩn bị một tinh thần vui tươi. Các chiến sĩ công an, lực lượng cơ động dù bận rộn với công tác cứu trợ ở các vùng xa trong những ngày qua nhưng vẫn dành thời gian tham gia hỗ trợ dọn vệ sinh ở đây. Hôm nay thì chúng tôi ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, nhất là dọc các tuyến đường bị ngập sâu, ngập nặng, đa số là bị bùn lầy. Chúng tôi đã tập trung quân để mà dọn dẹp với tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ. Chúng tôi hy vọng sẽ đem lại một thành phố Huế xanh sạch sáng, luôn là một thành phố tươi đẹp trong mắt mọi người dân. Không chỉ có đường Huỳnh Thúc Kháng, nhiều tuyến đường khu phố trong thành phố cũng đang trở nên sạch đẹp trở lại với sự chung tay góp sức của lực lượng thanh niên. Làm cho Huế xanh sạch sáng đã trở thành một mong muốn rất quen thuộc với nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ. Chính tinh thần thiện nguyện hết mình của những người trẻ sẽ giúp cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn mỗi ngày.
Xem phóng sự vừa rồi có thể cảm nhận được dường như sức trẻ lan tỏa ở khắp mọi nơi. Vâng, tinh thần trẻ, tinh thần xung kích, dám nghĩ, dám làm luôn là điều tuyệt vời trong hành trang cuộc sống của người trẻ. Và những hình ảnh của thanh niên Huế tham gia dọn dẹp vệ sinh sau mưa lũ cũng đã khép lại chương trình nhịp sống trẻ số này. Thế giới trẻ còn rất nhiều điều thú vị và ý nghĩa khác để chúng ta có thể tìm hiểu, cảm nhận và khám phá. Đừng quên theo dõi các số tiếp theo của chương trình. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.